Ngày 8 tháng 9, sinh nhật Đức Mẹ. Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse. Trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Ánh hồng phía trời đông. Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Ánh hồng phía trời đông đã lóe sáng là dấu hiệu báo cho biết đêm đã sắp tàn, mặt trời sắp mọc và ngày sắp lên. Ai đã từng thao thức trong đêm mịt mùng như gã tuần phiên mong trời sáng, sẽ vui mừng đón ánh bình minh vì niềm hy vọng ngày mới tinh khôi đã hiển hiện. Giáo hội mừng lễ sinh nhật mẹ Maria vì biến cố mẹ chào đời làm người, là ánh bình minh so cho nhân loại biết mặt trời công chính của Thiên Chúa sắp ló dạng. Và mặt trời ấy, chính con lòng mẹ sinh ra, sẽ xua tan bóng đêm của sự chết từng bao trùm nhân loại từ thuở lập địa, tạo thiên nghìn nghìn năm trước. Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Khắc Xuyên suy niệm thật sốt sắng, thánh thiện và cũng rất điệu nghệ, tài hoa khi dệt những dòng ca tụng mẹ Maria. Mẹ ánh bình minh dâng lên sáng ngời, màn tối trần gian không hề vương gót chân. Quả thực, màn tối trần gian không hề vướng gót chân mẹ. Tội nguyên tổ không làm mẹ vương tí ố. Vì thế, mẹ xứng đáng kêu mang đấng cứu thế là con Thiên Chúa đến trong trần gian. Thánh Phaolô gọi mẹ Maria là người nữ được ơn tiền định của Thiên Chúa. Chính mẹ là người nữ mà Thiên Chúa đã nhắc đến trong lời hứa cứu độ, lời tuyên án ma quỷ: một người nữ sẽ đạp dập đầu mi. Và tiên tri Isaia đã loan báo trước: Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa vì kỳ công vĩ đại của Chúa là Đức Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, chúng con ca tụng mẹ và tạ ơn mẹ vì mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa ban cho chúng con hồng ân cứu rỗi là chính Chúa Giêsu con mẹ. Xin cho chúng con yêu mến mẹ, yêu mến Chúa Giêsu luôn. Amen.
bao la vốn xanh, xin hân hoan đón mẹ về vui sống trong tình mẹ yêu. Này là con của mẹ và này là mẹ của chúng con trong an bình. Xin chúc vinh mẹ uy linh, ngàn lời yêu thương tôn kính. Xin hân hoan đón mẹ về vui sống trong tình mẹ yêu. Này là con của mẹ và này là mẹ của con. Quang vinh ngập tràn yêu thương chân chính.